ở người trứng gặp tinh trùng mang nhiễm sắc thể X qua nam tạo thành nữ ạ. Có một loài hoa đã rụng cành trong vườn mùa thu, rũa màu đúng vậy. Con sông gắn liền với cuộc ra quân khởi nghĩa của sông Tô Lịch có tên là gì? Sông Đáy. Các quá trình ngoại lực bao gồm hồi tụ, chính xác. Đây là kiểu bơi nào? Bơi ếch, đúng vậy. Trong âm nhạc thành phố 10 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố nào? 10 điểm. Screaming, anh Viễn, chính xác. Bánh gai và bánh ít lá gai thường có màu gì bên ngoài? Màu đen, đúng là màu đen. Lợn có phải là da cầm hay không? Không. Ta ứng dụng định lý VS hai số, đúng vậy. Số oát ghi trên sử dụng cụ điện cho biết, chính xác. Số thứ tự của chu kỳ bằng electron. Số lớp. Bạn có thêm 10 điểm. Phép đồng dạng và phép vị cả hai. Phép nào là phép chính xác. Ai được nhắc đến trong hai câu thơ sau của tác giả? 10 điểm nữa. Muối nào có vai trò quan trọng nhiều nhất? Chính xác. Hàng ngang số 1 gồm có 7 chữ cái. Các bạn hãy cho biết nhóm sinh vật điển hình của giới khởi sinh là gì? Bạn Thanh Thúy đưa ra phương án trả lời là tảo biển. Còn 3 người còn lại thì có một câu trả lời chung khác. Đó là vi khuẩn. Và những điểm 10 đầu tiên đã thuộc về 3 bạn Trà My, Công Thành, Hoàng Phú. Từ hàng ngang mà chúng ta phải đi tìm là vi khuẩn. Hàng ngang số 4 gồm có 6 chữ cái. Quá trình chuyển hóa kỵ khí diễn ra trong tế bào chất, trong đó chất do và nhận electron. Người đang dẫn đầu đoàn leo núi, Công Thành, cũng chính là người vừa nhấn chuông trả lời chướng ngại vật. Và xin mời bạn. Em thưa anh chị, câu trả lời chướng ngại vật của em là sữa chua. Ở trong phần thi khởi động thì chúng tôi đã biết là bạn nhanh như thế nào. Không biết là Công Thành đã suy luận như thế nào? Em nghĩ là bạn cho từ hàng ngang 4 là lên men ạ. Và cùng với vi khuẩn nữa, cùng thêm với hình ảnh là em nghĩ là một món ăn gì đấy. Nên là từ đấy em mới nghĩ ra đến sữa chua. Và Công Thành sẽ củng cố hơn nữa ngôi vị dẫn đầu của mình. Sữa chua chính là từ khóa mà chúng ta phải đi tìm. Tìm hình thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Bạn Công Thành là người nhanh nhất, bạn lựa chọn là A, Hoàng Phú lựa chọn là B, Thanh Thúy lựa chọn là B và Trà My lựa chọn là C. Chúc mừng Công Thành đã giành được điểm. Bạn đã giành thêm 40 điểm sau câu hỏi này. Đây là con gì? Câu trả lời nhanh nhất và phương án được bạn lựa chọn là con mực. Đó cũng là câu trả lời của 3 người còn lại. Như vậy, chúc mừng Công Thành đã tiếp tục có thêm 40 điểm. Những hình ảnh sau nói về môn thể thao nào? Như vậy, người nhanh nhất là Hoàng Phú, Công Thành xếp thứ 2, Trà My xếp thứ 3 và Thanh Thúy xếp thứ 4. Và bóng chày chính xác là đáp án câu hỏi này. Chúc mừng Hoàng Phú có thêm 40 điểm, Công Thành có thêm 30 điểm, Trà My có thêm 20 điểm và Thanh Thúy có thêm 10 điểm. Đây là quả gì? Hỏi này là bạn Công Thành, phương án được bạn lựa chọn là quả chanh, đó cũng là câu trả lời của 3 người còn lại. Như vậy xin chúc mừng Công Thành có thêm 40 điểm, Thanh Thúy có thêm 30 điểm, Trà My có thêm 20 điểm và Hoàng Phú có thêm 10 điểm. Em chọn 3 câu 20 điểm. Vâng, chúng tôi đã nghe rõ 3 câu 20 điểm và chúc Công Thành sẽ nhận được số điểm thật cao. Và câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm. Ngày 11 tháng 7 năm 1987 là ngày sinh của Mate Gaspar, công dân thứ 5 tỷ của trái đất. Về sau, 11 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày gì nhằm kêu gọi sự chú ý của toàn thế giới và những vấn đề cấp bách của con người? Ngày dân số thế giới ạ.
Câu trả lời của bạn rất nhanh và rất chính xác. Xin chúc mừng Công Thành. Em sẽ chọn người sau hy vọng ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây bằng tiếng Anh. Hi, I'm Alex from Apollo. What is the maximum number of pieces a watermelon can be cut into with only 10 cuts? Good luck. Xin mời các bạn học sinh còn lại. Mời Hoàng Phú. 1024. Đáp án chính xác là câu trả lời vừa được đưa ra bởi Hoàng Phú. Chúc mừng bạn. Vâng, Công Thành hãy bình tĩnh và bây giờ bạn sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Ở Kinh Thành Huế có 9 khẩu thần công đã được công nhận là bảo vật quốc gia. 4 khẩu đặt gần cửa Thể Nhơn có tên gọi là Xuân Hạ Thu Đông. 5 khẩu còn lại đặt gần cửa Quảng Đức được đặt theo tên của 5 yếu tố chi phối vạn vật theo quan điểm xưa. Tên của 5 khẩu này là gì? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ạ. Các bạn thí sinh còn lại không còn cơ hội, xin chúc mừng Công Thành. Với cây đinh ba mang sức mạnh siêu phàm, vị thần nào trong thần thoại Hy Lạp là chủ nhân của biển cả? Athena. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Công Thành. Câu trả lời của em là Poseidon ạ. Chính xác. Trong kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 3, Trần Khánh Dư đã chỉ huy quân đội Đại Việt đánh đắm thuyền lương của quân giặc trong trận đánh nào? Trần Rạch Gươm Xoay Mút. Các bạn còn lại, xin mời. Mời Công Thành. Câu trả lời của em là trận Vân Đồn ạ. Bạn có biết là trong trận này thì đã đánh đắm bao nhiêu thuyền lương của giặc không ạ? Em không biết. Vâng, và cũng chỉ cần biết đến là trận Vân Đồn thôi là đã được điểm rồi. Vui lên. Ở những phút đầu tiên thì bạn Công Thành của chúng ta đã dành rất nhiều mỹ từ để giới thiệu về ngôi trường tầm quốc gia quốc tế của mình. Và tôi nghĩ là trường Bưởi năm nay đã có một đại diện vô cùng xuất sắc và xứng đáng, đó chính là bạn đấy ạ. Bây giờ thì xin mời Công Thành cùng đón nhận chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên trên hành trình đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Phần quà cũng sẽ được trao tặng cho các bạn Hoàng Phú, Trà My và Thanh Thúy với những cố gắng mà các bạn đã thể hiện trong suốt chương trình hôm nay.